khá lâu người hôm nay mình xin chia sẻ cách để có một cái cốt máy quay nhẹ nhàng trơn tru như thế này nha thì đầu tiên là chúng ta sẽ xem qua tài liệu lực siết cốt máy đây là tài liệu đại tu con camry 2.4 mã động cơ là 2 az như mọi người có thể thấy á thì cái lực siết cốt máy chúng ta là gồm 3 bước bước thứ nhất á, là xiết 20 newton m bước thứ hai là xiết 40 nm m bước thứ ba là siết góc 90 độ kế đến khi mà kéo xuống dưới á, thì chúng ta sẽ thấy được thứ tự siết 10 con bu lông cốt máy nha và bây giờ mình sẽ tiến hành ráp cốt máy bước đầu tiên là mình sẽ vào miễn và hai miếng canh dọc sau đó thì mình sẽ môi trơn cho nó và mình đặt cái cốt máy vào. Kế đến là mình bắt đầu siết lực nha. Đầu tiên là sẽ siết 20 và 40 Nm. Mình làm đến đâu thì mình đánh dấu đến đó nha. Để khổ phải quên, không cần phải nhớ luôn. Chỉ cần siết con nào đánh dấu con đó là được. Tiếp đến là mình sẽ siết góc 90 độ nha. sau khi mà siết góc xong á thì mọi người sẽ được một cái cốt máy quay nhẹ nhàng trơn tru như thế này và cảm ơn mọi người đã xem video chia sẻ với mình nha